giới đoạn chuyển lại rồi. Thế thì này, cái gì? Chính tyrosan cũng là một trong những nguyên tố mà nó sẽ giống như một người giao liên đã làm điều hòa cái insulin trong cơ thể người, phải nói cực kỳ tốt các bác ạ. Thế thì đối với những bệnh nhân tiểu đường là chúng ta cũng phải dùng tyrosan. Tyrosan có thể là nó chỉ huy và nó làm cho cái bệnh nhân tiểu đường. Tôi xin kể các bác ạ, gần đây nhất tôi có một bệnh nhân ở tiểu đường. Khi mà tôi vào và tôi cũng vô tình tôi đến thăm một người bạn, người mẹ của bạn tôi là nằm cấp cứu ở trong cái chỗ khoa chấn thương chỉnh hình của chợ đấy, chấn thương trọng não đấy. Thì là tôi mặc áo blue, tôi đeo cái bảng hiệu của bệnh viện đại học y dược là tôi được vào, tại vì học trò tập đấy còn tất cả là không được vào, thì khi nào người ta cho phép vào thì là tôi vào thẳng phòng cấp cứu luôn. Thì tôi gặp một cái bệnh nhân là bị tiểu đường đến nỗi là nó phá hủy toàn bộ các mạch máu của bệnh nhân, vừa tiểu đường lại vừa suy giảm tĩnh mạch. Đi về. Thế thì cái chị này là năm nay không chịu về đâu, sao thằng? Mà nó thâm hết cả cái phần bên chân trái này. Thế thì bây giờ là họ tôi là bây giờ thăm cái bà khác cơ, chứ không phải cái chị này. Thì khi tôi thấy tôi thắng cái chị kia tai biến, thì tôi cho toa của cái chị kia uống. Thì cái chị này bên cạnh con của cái chị đấy, thì hỏi bảo là mẹ em bị tiểu đường bây giờ làm thế nào hả cô? Thì tôi bảo là tiểu đường thì bây giờ nó phức tạp lắm, chị phải dùng lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai. Mà chân của bà như thế là các mạch máu ở đây nó đã bị phá hủy hết rồi. Mà bác sĩ ở trong bệnh viện Chợ Lấy nói là phải tháo khớp. Thế thì gia đình không đồng ý. Gia đình có 4 người con thì 4 người con, 1 người con trai, còn 3 người con gái là cãi nhau không đồng ý. Thế thì khi mà gặp tôi thì tôi bảo thôi bây giờ vẫn còn cứu vãn được, là cho dùng cái canxi đường huyết đi và dùng tyrosan liều cao. Tôi cho đi dùng tyrosan 15 viên một ngày các bác ạ. 15 viên một ngày cho bệnh nhân này nhé. Và trùng thảo thì cũng cho trùng thảo thì cho 8 viên thôi. Ngoài ra thì cái chị này cũng hơi là mệt, cũng cho thêm là viên tăng cường sức khỏe. Thế thì cho dùng 2 tuần sau, tức là nằm 1 tuần ở Chợ Rẫy, vẫn vừa chích insulin Chợ Rẫy và vẫn uống sản phẩm Thiên Dư. Thì cái tuần thứ nhất bắt đầu thấy máu nó bắt đầu nó tan dần cái tím tím ở đây. Nghĩa là cái có dấu hiệu rồi. Ngày nào tôi cũng vào thăm, từ lúc mà ở đây về ngày nào tôi cũng vào thăm cái bà đó. Ông xã tôi bảo hiểu bà này cái gì mà ngày nào cũng thấy vào Chợ Rẫy thế này. Tôi bảo tôi đang có bệnh nhân ở đó. Thế thì ông bảo là bệnh nhân thì có bác sĩ trong đó chứ, ngày nào về nhà chưa kịp nấu cơm chạy vào thăm bệnh nhân. Và bệnh nhân là trên hết rồi. Đến nỗi nhà đã cảm động lắm, bởi vì tôi vào xong rồi tôi lại điều chỉnh cái liều lượng uống. Đang uống 15 viên thì nếu mà người bệnh nhân mà mệt á, các vị phải nhớ là cái tyrosan nó làm cho người mệt lắm đấy. Tại vì nó sẽ hút các ion dương mà nó sẽ làm cho người nếu như có tín hiệu mệt tức là nó tốt. À, còn nếu không thấy gì chúng ta phải coi chừng. Nhưng mà nếu những người mà có cảm thấy khi mà uống quen thì sẽ không thấy gì đâu. Nhưng mà ngay bản thân tôi uống là tôi buồn ói. Tôi cứ uống vào cái là tôi ói không ăn được. Cả con trai tôi cũng thế. Thế là nhưng mà khi uống vào xong một cái thì tôi lại thủ một miếng bưởi chẳng hạn, hay là một miếng khế, hay là một trái cam, trái quýt gì đó, tôi nhâm nhi cái thì nó hết ói luôn. Tôi có thể đi tập thể dục, đi chợ về xong tôi lại uống tiếp. Nếu như bệnh nhân mà cho liều cao như thế nhá, liều cao như thế, nhưng mà người ta bệnh nhân đã hay đổ thừa lắm các bác nhá, các bác phải lưu ý, các quý vị nhà phân phối ở đây phải lưu ý. Có khi người ta uống, có người nhá là người ta bị bệnh khác nhưng mà người ta đổ thừa cho mình là mình uống cái đó. Tôi có một kinh nghiệm này, cô ấy có một bệnh nhân ở Sài Gòn mà cái chị này là ung thư cổ tử cung, thì ung thư cổ tử cung đã được bệnh viện ung bướu mổ rồi. Thế thì cái hôm đấy là chị uống canxi và giáp sát xong cái chị đau bụng mấy ngày luôn. Thế thì đầu tiên cô ái bảo là từ từ xem thế nào. Thế nhưng mà đến cái ngày bà kêu quá, bà la dữ dội quá thì tôi đang giảng bài thì cô ái gọi cho tôi. Thế thì tôi mới bảo là cô phải xem thứ nhất là có bệnh ung thư hay không, thứ hai là có phải là viêm ruột thừa hay không, thế thì để loại trừ. Thế thì y như rằng tôi mới bắt nối với cái chị đó, thì chị bảo là em uống sản phẩm Thiên Dư em bị đau bụng. Đấy, bây giờ em do em tối hôm qua em uống mấy gói canxi với lại tyrosan, bây giờ em đau bụng lắm. Bây giờ thế tôi bảo thôi tốt nhất là chị vào bệnh viện đi, chứ mà chị ở nhà không phải, tôi đảm bảo với chị là không phải là do uống sản phẩm canxi. Y như rằng đi vào bệnh viện cái là bị viêm ruột thừa quý vị ạ. Thế còn nó không là người ta đổ thừa cho mình đấy. Nên các nhà phân phối ở đây phải lưu ý một cách hết sức là cẩn thận khi tư vấn cho bệnh nhân, chứ không phải cứ sau này nó đổ thừa là mệt lắm mà nhiều vấn đề lắm chứ không phải gì đâu.
Thế chẳng hạn như trường hợp đó thì chị nhắn tin cho tôi liên tục, chị cứ bảo cô ơi cứu em với, cứ đang giảng bài này lại nhắn tin nhắn lại cô ơi cứu em với, thì tôi mới bảo là tôi mới gọi về cái bệnh viện chỗ mà chị